Xin chào các bạn đến với kênh sáng tạo đây về xe của mình. Hôm nay mình mới vui vừa với chai mình săn được cái quạt hút này nè các bạn. Mình thấy còn đẹp quá, mình mua về mà không biết còn xài được không nữa. Bây giờ để mình kiểm tra coi nó bị hư sao nữa các bạn. Giờ là trước mắt là mình thấy cái quạt hút này là nó dây chạc rồi, nó cắt hết trơn rồi. Mình mua trong vựa dây chai về nè để mình kiểm tra không biết có nó xài được không nữa. Giờ mình dở anh kiểm tra thử nha. Đó các bạn. Cái quạt này mình mua trong vựa phế liệu về, cây này mua 30.000 nha. Nhưng mà mấy cái quạt hút này không biết là nó hư sao đây nữa, để mình kiểm tra kỹ dây nó cắt hết trơn rồi nè. Rồi để mình mở ra thử nha các bạn. Để coi kiểm tra coi nó hư gì rồi mình chia sẻ cho các bạn sửa nha. Cái này là cái công tắc đó các bạn, cái công tắc giật để cho nó chạy á. Rồi để mình gỡ cái này ra luôn. Rồi đây, trong này chắc có tụ để em đây các bạn ơi. Đó, tụ để em đây nè. Rồi giờ mình gỡ ra kiểm tra coi nó bị hư sao nha. Đây các bạn. Ở đây là nó có cái này là cái dây này là dây số nữa các bạn, dây số nè. Ở cái quạt hút này nó làm không có giống quạt mình, để mình đo kiểm tra thử coi nó còn chạy được không nghe. Các bạn kiểm tra mấy cái quạt hút này thì chúng ta dặn lại cái đồng hồ lại là nhân 10 nha. Đó, nhân 10 rồi chúng ta đo thử coi nó lên hay không. Các bạn thấy cái đồng hồ không? Bây giờ đo anh này, chập kim nữa lên nè. Các bạn thấy rõ không? Để mình chỉnh cái đồng hồ cho nó ngay ngắn lại nha. Đó, nó lên đây các bạn. Rồi, bây giờ mình đo. Trước tiên là chúng ta đo hai cái mối K3 nè. Cái dây này dây đề nè, dây này dây chạy nè, chúng ta đo thử cái lên không? Ồ, nó còn lên các bạn ơi, mà nó lên cái số ohm sao cao quá. Để mình rút ra luôn, mình cái đo lại đây. Cắt ra luôn. Rồi, chúng ta đo lại nha. Rồi. Nó lên khoảng gần 400 ohm các bạn ơi. Lên gần số 340 đó là 400 ohm nhân 10 đó nha. Rồi chúng ta nắm cái dây chạy này, chúng ta đo này thử coi. Cái số ohm này nó lên là số ohm kiểu này là chắc chạm cuộn điện rồi các bạn ơi. Mình tính mua cuộn điện về, mình mua cái quạt này về mình chia sẻ cho các bạn cái cách sửa mà nó chạm cuộn điện rồi. Cuộn điện này bị chạm luôn rồi, chắc khó cứu à. Rồi nó chạm luôn các bạn ơi. Bình thường chúng ta đo cái dây chạy này nè các bạn. Cái dây chạy này với cái dây số này nè là nó lên khoảng 300 mấy là 400 ohm là còn xài được. Nhưng mà trong khi đó nó lên chưa tới 100 ohm nữa đó, các bạn thấy rõ không? Nó lên cái gần mức 6 mức 7 thành thử ra nó mình nhân lên 10 là nó có 6 70 ohm mà nó chưa có được 100 ohm nữa. Rồi đúng ra là thầy các bạn đo thằng chạy với thằng số này thì nó phải lên từ 300 mấy đến 400 ohm trở lên nó mới xài được. Còn thằng đề này với thằng số này nó cũng vậy các bạn. Nhưng mà thằng đề với số này nó lên cũng cái số là có 180 ohm nè. 180 ohm như vậy là cái thằng đề này nó cũng đã bị chạm nhẹ luôn rồi. Rồi mua cái quạt này 30.000 thấy cái màu là thấy hiu hiu các bạn ơi. Để mình gửi anh xem ở trong coi coi còn cứu chữa gì được không. Rồi cái cuộn điện này cơ bộ chắc hơi khó cứu quá. Rồi chúng ta gỡ ra thử kiểm tra thử nha. Đó, giờ lấy cái cuộn điện ra. Rồi cái cuộn điện này làm đơn giản quá các bạn ơi. Rồi nó làm có cái gắt luôn nè. Nó làm có cái gắt luôn, gắt điện luôn nữa các bạn. Rồi chúng ta gỡ ra trong coi thử coi. Wow, cái cuộn điện này nó bị cháy rồi các bạn ơi. Đây, thằng này nó xài các bạn nè. Nó muốn cháy rồi các bạn ơi. Nè, nó cháy nó đen đen nè, các bạn thấy rõ không? Nè, nó cháy đen rồi nè. Đó. Nè, cháy đen đen ở đây nè. Đó, các bạn thấy đen đen ở đây không? Rồi, cuộn điện này nó đã bị chạm rồi các bạn ơi. Để mình khỏi khỏi rồi mình kiểm tra luôn rồi. Cái cuộn quạt này là không có thai luôn nha các bạn. Cái cuộn này là mình thấy là không có thai luôn. Để mình khỏi ra coi còn cách nào cứu giãn gì nữa không.
mua 30.000 là thấy cái mồi là lỗ rồi đó các bạn. Mấy cái cụ điện này chúng ta phải dùng búa chúng ta khỏi xung quanh này nè, nó mới chồi lên được nha. Đó, chúng ta khỏi xung quanh nó từ từ nó chồi lên đó, bạn thấy cỏ ông lên này nè. Rồi đây các bạn, cái gỗ to thì nó giống cây quạt thường mình thôi chứ nó không khác gì hết. Thì cái cây quạt hút này á, thế nếu mà chúng ta cứu không được á thì nữa là mình lấy cái cuộn điện quạt hộp á các bạn, mình lấy cái cuộn điện quạt hộp á mình chế đây luôn, hoặc là cái cuộn điện quạt thường của mình nó cũng chế dụng được nữa, nhưng mà mình phải chế nha, chế cho nó hút ngay nha. Bây giờ mình tận dụng cái vỏ này đặng mai mốt mình chế vô thôi, chứ cái cuộn điện này mình thấy nó hư nè. Đây các bạn thấy rõ không, nó cháy nè, đó nó cháy ở đây nè, nó cháy nó nám đen nè, nám đen cái này là bị chạm rồi, đâu có cứu giãn gì được đâu. Rồi cuộn điện này thua rồi các bạn ơi, hết cứu giãn rồi. Em đo kỹ lại trong này cái lợi nha, cuộn điện này là không có thay nha các bạn. Mấy cái hoạt hợp này có nhiều cái cuộn điện thì nó có thay, nhiều cuộn điện không có thay nha. Mình thử ra mình mua, các bạn cũng cẩn thận chút xíu. Rồi chạm thiệt các bạn ơi. Rồi cuộn điện nó lên nè các bạn, giờ mới đồng hồ nè, nó lên nè. Cái nhân 10 mà nó lên hả là chưa tới số 10 nữa, là chưa tới 100 ohm nữa. Thì đâu xài được nữa đâu. Rồi chia tay các bạn ơi. Rồi. Mình chia sẻ cho các bạn tới đây là xong nha. Rồi cái quạt này để nữa đó, mình kiếm cái cuộn điện quạt hộp á mình chế vô. Rồi chừng nào mà mình có cái cuộn điện quạt hộp á mình chế vô thì lúc đó mình chia sẻ cái clip cho các bạn là chế cái quạt hộp nha. Chế cuộn điện quạt hộp vô cái quạt hút nha. Chứ cái quạt này là cái cuộn điện này mình không có cứu chữa được rồi. Đó. Thì không phải cái nào mình cũng có thể là mình sửa được nha các bạn. Có nhiều cái trường hợp là cái đồ nó giống như là đồ này nè, đồ này là hàng không có nè, không có thay nè. Các bạn thấy cái phe tròn không? Cái phe tròn này trên thị trường không có bán nha. Đó. Cái sa to tròn nè. Đó, các bạn thấy cái sa to tròn không? Trên thị trường là không có bán cái sa này nha. Thành thử ra bây giờ là mình buộc lòng mình phải nữa mình kiếm cái cuộn điện khác mình chế vô thôi. Rồi thôi mình chia sẻ cho các bạn tới đây là xong nha. Cái này là kết quả đi mua dây chai hôm nay. Mua dây chai hôm nay thì nó không có được gì hết. Gốc cuộc lại là mình mua 30.000 thì mình chỉ được cái bộ vỏ thôi các bạn ơi. Thì nhiều khi các bạn đi vô trong dựa dây chai đó thì có nhiều cái chúng ta không có thể nào cầm đồng hồ đo trực tiếp được. Nếu mà chúng ta đo trực tiếp từng món thì nhiều khi cái người chủ dựa phế liệu á người ta không bán cho mình đó. Còn nếu các bạn mua nhắm mắt nhắm mũi thì chúng ta chỉ có nhìn vô thôi. Còn cái cuộn điện này chúng ta nó bít bùn vậy nè các bạn, nó bít bùn vậy nè, thành thử ra chúng ta không thể dòm được, thành thử ra khó. Đó, nó bít bùn vậy nè, chúng ta không có thấy cái cuộn điện nó bị nám hay gì. Nếu mà cuộn điện mà nó chống chống á thì mình có thể mình dòm vô mình thấy được, còn cuộn điện này nó bít bùn hết trơn không có dòm vô được, thành thử ra không thấy được nha. Mình mua cũng hên xui thôi. Thì hiện tại giờ cuộn điện này thì nó bị chạm, nó hết cứu chữa rồi. Để cái clip sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình lấy cái cuộn điện khác, cái cuộn điện của hoạt hợp á, lấy cuộn điện hoạt hợp thì chế ở đây nó phù hợp hơn đó. Cuộn điện hoạt hợp thì chế vô đây thì nó rất là dễ đó các bạn. Rồi thôi, bạn nào mà xem kênh mình nếu mà thấy có hay và bổ ích thì nhớ ủng hộ mình nha. Rồi bạn nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn cái chuông, nhớ nhấn đăng ký xong rồi nhấn cái chuông rồi để được xem những cái video kế tiếp nha. Còn bạn nào mà có đặt cái hộp mà điều tóc á, mà 220 á, điều tóc 220 á, thì điều tóc để xài sử dụng cho máy cắt rồi đó, máy mài, máy phan rồi đó, thì vài bữa nữa là mình có hàng. Thì nếu mà các bạn có đặt hàng á, thì các bạn nhắn vô đặt hàng giùm mình nha. Thì mình chia sẻ cho anh em luôn. Đây, để mình để cái máy quay cho nó chính xác một cái rồi mình chia sẻ nha. Thì đây cái mạch này nè anh em. Thì ở đây mình chỉ cho cái ngõ vô và ngõ ra. Ở đây á, là nó có cái có chữ trong cái anh em thấy không? Cái chữ chữ ao nè, chữ ao trắng nè. Thì hai cái cổng ở chỗ cái đầu nhôm này nè. Đó anh em thấy nè. Hai cái cổng này, hai cái cháu bắt này thì chúng ta bắt điện 220 trực tiếp vô hai cháu này. Còn hai cháu này là chúng ta bắt cái nguồn điện ra ổ xài. Đây anh em. Để mình cho anh em xem nè, này đây nè. Đó, thì đây là cái để mình gỡ ra hộp nha. Bây giờ để chờ xíu để mình bắn ra cái con ốc này ra hộp để cho anh em xem bên trong luôn. Thì cái này thì mình bắt sẵn về mình bán là 130.000 một bộ. Thì như nhiều khi mình không có thời gian, nếu anh em mua về anh em tự ráp mà mua mình cái mặt giờ nha. Còn nếu anh em nào mà kẹt cảnh lắm thì đặt hộp thì mình vẫn ráp được.
nhưng mà giá là 130 ngàn. Nhưng mà nhiều khi mình không có thời gian á, gáp, ví dụ anh em có đặt thì chậm chậm giùm mình. Thì đây đó, anh em thấy không, rồi đây là cái mạch nè, đây, để mình cho anh em xem đây cái mạch của chúng ta nè, đây cái mạch nè, đây là cái dây điện vô nè anh em, cái dây này dây điện vô nè đó, dây điện vô chúng ta bắt giờ hai cháu này, và cái dây điện ra nè, dây điện ra nè, mình bắt hai cái dây điện ra hai bên đây đó, rồi chúng ta câu vô cái hai cái cháu ổ đó, anh em thấy rõ không, hai cháu ổ chúng ta đưa vô đây. Còn ở đây là cái mình làm cái bóng đèn báo nha, đó cái bóng đèn báo, thì trong bóng cái bóng đèn báo ngang này thì nhiều khi anh em ghi mua về ghim chúng ta dặn dặn chúng ta thấy cái bóng đèn này chớp á, thì anh em đừng có quan tâm tới nó, tại vì cái bóng đèn này bóng đèn ngang, thành thử ra khi mà nó cháy nó sẽ chớp lu sáng bình thường nha, cái đó không có vấn đề gì nha, anh em cứ xài bình thường nha. Còn ở khu vực này khi mà chúng ta gáp một cái bóng đèn báo này, chúng ta phải xài một cây điện trở anh em, cây điện trở này, cây điện trở 220 kg nè đó, mình có để cây điện trở ở đây nè,